Chào mừng các bạn quay trở lại với Solar Channel nhé. Và trên bàn của mình đây là cái con DJI Air 3S. Đó, một chiếc flycam mới nhất của DJI. Một chiếc flycam gần như là hoàn hảo để cho anh em chúng ta sử dụng, quay công việc, quay đi du lịch, quay rất nhiều những cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Con Air 3S này là một cái con phiên bản nâng cấp từ con Air 3. Và nó có rất nhiều những đặc điểm cải tiến. Trong đó thì cái đặc điểm mà cải tiến gần như là tốt nhất và đáng chú ý nhất, đó chính là cái cảm biến 1 inch, cảm biến lớn hơn ở trên cái thấu kính. Nó sẽ giúp cho nó quay ở những điều kiện mà môi trường mà thiếu sáng hay là quay ban đêm, nó phân tích ánh sáng tốt hơn, cho ra những thước phim nó đẹp hơn. Bên cạnh đó thì cái con này vẫn được trang bị những cái cảm biến vật cản xung quanh các bạn nhé, giống như là con Air 3, và công nghệ truyền sóng lộ Okusin 4.0 theo lý thuyết là bay xa 20 cây. Viên pin được nâng lên với dung lượng bay là 45 phút, viên pin cơ bản bay 45 phút bay. Cùng với đó là những cái tính năng như là ActiTrack, rồi là iPad, rồi rất nhiều tính năng thông minh khác. Đó là một vài những đặc điểm ở trên con Air 3S này. Và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào mà chúng ta mua con máy này và anh em chưa biết cách chúng ta kích hoạt cũng như là kết nối với điện thoại sử dụng lần đầu tiên ra làm sao. Còn đối với anh em nào mà chúng ta đã chơi những chiếc flycam của DJI rồi, đã quen rồi, thì anh em có thể bỏ qua video này nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu thì anh em, trước khi anh em kích hoạt hay là làm gì thì anh em phải sạc đầy pin cho mình nhé. Vì pin của flycam ở chỗ này thì anh em phải nhớ là em sạc pin cho nó. Đây là phiên, nếu mà anh em mua bản đơn á, thì chúng ta sạc pin bằng cách là chúng ta phải gắn viên pin vào trong cái con flycam. Còn với phiên bản combo nó có húp sạc ấy, thì anh em sạc thông qua cái húp nhé. Anh em gắn viên pin vào ở đây và anh em muốn sạc thì chúng ta sẽ mở cái nắp ở chỗ này ra này. Đấy, nó có một cái nắp đây, lẫy đây. Chúng ta thấy là trong đây nó có một cái cổng sạc, cổng Type-C này, và ngay phía dưới là cái khe để gắn thẻ nhớ micro SD. Đấy, các bạn ghim dây vào và sạc. Ok ha. Và cái tay cầm chúng ta cũng sạc thông qua cái cổng sạc dưới này, cũng cổng Type-C. Và anh em sạc thì trong cái bộ sản phẩm nó có cái dây sạc, còn củ sạc thì chúng ta sẽ phải là lấy củ sạc của anh em ha, để chúng ta sạc. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu này, chúng ta sẽ bật khởi động cái con flycam này lên. Anh em lưu ý là trước khi bật lên thì anh em phải tháo cái nắp đậy cái camera ra, tháo bung ra như thế này. Đó, thì sau đó anh em sẽ khởi động cái con máy lên. Chúng ta sẽ nhấn thả và sau đó nhấn giữ thêm một chút. Đó. Anh em thấy là khi mà nó lên điện thì nó sẽ rung rung. Rồi. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ khởi động cái chiếc remote điều khiển này lên. Đây là remote DJI RCN3, cái thế hệ tay cầm thứ 3. Đó, thì cho phép là nó truyền sóng ổn định hơn, nó xa hơn là như vậy. Anh em sẽ khởi động lên này, nhấn thả và nhấn giữ một chút. Rồi, tiếp đến thì anh em sẽ sử dụng điện thoại để kết nối. Nếu như anh em mà mua chiếc tay cầm DJI RC2, nó có màn hình sẵn ở trên tay cầm thì chúng ta không cần phải dùng điện thoại. Và tất cả mọi cái thao tác khi mà chúng ta sử dụng trên cái app, khi tải về điện thoại hay là trên màn hình của cái tay điều khiển có màn hình á, thì như nhau cả. Rồi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng điện thoại và anh em vẫn sử dụng cái app đó là DJI Fly nhé. Vẫn là cái app DJI Fly cho cái con flycam này. Và nếu như anh em nào mà chúng ta chưa biết cách thao tác tải cái app này về điện thoại thì anh em xem lại video mình sẽ ghi ở dưới video này nhé. Cách tải về trên điện thoại iPhone nó khác và cách tải về trên điện thoại hệ hành Android thì nó cũng khác. Đó, anh em lưu ý. Thì mình sẽ gắn điện thoại vào trong cái giá đỡ này. Đó. Và mình sử dụng cái cổng dây Lightning. Nếu như chúng ta sử dụng điện thoại Android thì nó sẽ có cổng dây Type-C cũng đi kèm, tặng kèm trong bộ luôn ha. Đó. Rồi. Và ở đây thì mình sẽ gắn hai cái cần rút, hai cần joystick, hai cần điều khiển ở dưới này. Nó gài ở ngay phía dưới này, chúng ta gắn lên cái chỗ này. Anh em nếu mà chúng ta đi xa, đi du lịch thì anh em nên tháo ra và gắn lại chỗ này cho nó gọn gàng. Tránh trường hợp là anh em gắn vào như này và chúng ta cấn thì có thể bị gãy cái này. Các bạn lưu ý một chút, với app DJI Fly thì cứ mỗi lần mà ra một chiếc flycam mới á, thì chúng ta phải vào app và anh em có bước update lại để cái app nó cập nhật lên cái con này trong cái app ha. Okay, sau khi mình đã update thành công cái app này lên rồi thì mình sẽ mở nó lên, nhấn vào Open. Đấy, các bạn thấy là khi mà mở lên thì cái giao diện nó là như thế này. DJI Fly muốn sử dụng Bluetooth cho các kết nối mới thì các bạn sẽ mở Bluetooth lên cho mình nhé. Các bạn mở Bluetooth lên. Khi các bạn mở app lên thì nó kết nối với cái máy và hiện ra ngay cái dòng Active, có nghĩa là phải kích hoạt lần đầu tiên cho flycam. Chỉ có flycam lần đầu tiên sử dụng thì các bạn mới kích hoạt thôi. Chúng ta kích hoạt xong là thôi, là một lần duy nhất thôi.
Và các bạn sẽ nhấn vào Active luôn này. Đó. Thì lúc này chúng ta chờ một chút. Đó. Chờ một chút thì Active OK rồi này, thành công rồi. Đấy, chúng ta nhấn OK là xong. Rồi. À, lúc này thì chúng ta kích hoạt xong rồi. Thì lúc này các bạn thấy là nó sẽ có cái dòng update firmware. Thì các bạn nhấn vào update để cho nó cập nhật lên những cái mới nhất về con Flycam này. Thì chúng ta tiếp tục là chờ thêm một chút nữa. Đó. Các bạn lưu ý đó là trong quá trình update này thì trước đó chúng ta phải sạc đầy pin cho máy bay này, cho tay cầm và cả điện thoại nữa. Và trong lúc update thì chúng ta không được phép là tắt máy hay là có bất kể một cái gián đoạn gì. Đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần mềm. Tới cái quá trình update thì nó bị lỗi thì chúng ta phải xử lý lại rất là phiền. Cập nhật cái firmware này đâu đó tầm khoảng gần 10 phút thì nó đã xong rồi và chúng ta nhấn vào got it này. Đó, update mọi thứ xong xuôi thì chúng ta tiếp tục nhấn vào go fly. Ok, ở đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảnh báo đầu tiên. Nó sẽ cho chúng ta cái thông báo về cái air sensor là cái hệ thống cảm biến mới của cái con Flycam này. Rồi, mình nhấn vào not now nhé. Rồi, đây là cái camera, cái giao diện của cái app DigiFly khi mà chúng ta kết nối với EBS. Rồi, cực kỳ là nhạy luôn các bạn ơi. Độ phản hồi cực kỳ là nhạy. Không có một độ trễ xíu nào luôn anh em ạ. Camera mượt luôn anh em ơi. Quá đã luôn. Đó, thì đây là cái app DigiFly. Cái app mà khi mà chúng ta sử dụng cái tay cầm điều khiển có màn hình thì cái giao diện của cái màn hình đó thì nó cũng như thế này thôi. Rồi, tiếp tục ở đây thì mình sẽ hướng dẫn, sẽ điểm qua một vài những cái thông số trên đây để chúng ta nắm cơ bản nhé. Các bạn thấy ở chỗ cái góc này chúng ta sẽ có là vị trí trên cùng đây thì sẽ có là thông báo trạng thái của con Flycam này. Cái dòng màu cam đang chạy, các bạn nhấn vô này thì nó sẽ hiện ra chi tiết hơn những cái thông báo, ví dụ như là nó thông báo là máy bay không có bay này. Đó, rồi là không có tín hiệu GPS này. Đó, mình đang ở trong nhà nên không có GPS. Rồi đây là những cái thông số cài đặt nhanh. Những cái thông báo này ví dụ như là gió lớn hay là mất kết nối hay là tất tật những cái gì liên quan tới trong quá trình bay hay là trước khi bay thì nó đều thông báo đây, thì chúng ta nhấn vào chúng ta xem để chúng ta xử lý nhá. Những cái thông báo màu đỏ thì chúng ta phải đặc biệt phải lưu tâm. Đó, nếu mà nó hiện màu đỏ. Ok, tiếp theo thì NMOD đây là cái chế độ bay. Normal mode là bay bình thường, bay vận tốc bình thường. Đó, còn chúng ta còn có chế độ bay CMOD này. Các bạn này, CMOD là bay chậm. N là bay bình thường và các bạn gạt qua S là Sport Mode là sẽ là bay nhanh, vận tốc nhanh. Đó. Ở góc này chúng ta sẽ có mức pin, thời gian còn lại bay của viên pin, sóng kết nối với tay cầm DRC 5 vạch là đang rất là mạnh. Tiếp tục là chúng ta có biểu tượng cảm biến vật cản này, nó màu đỏ đây các bạn này, đó, màu đỏ cảm biến vật cản. Và bên cạnh nữa thì nó có cái biểu tượng GPS là nó đang có số 0, là nó không có GPS, các bạn đem ra ngoài trời thì mới bắt được GPS. Phía dưới này bên cạnh chúng ta có dấu 3 chấm, các bạn nhấn vô thì sẽ có những cái tab cài đặt về cái con Flycam này, thì mình sẽ điểm qua cái mục này sau nhé. Ngay phía dưới này chúng ta sẽ có là phần chụp hình màu phim với nút màu trắng đây. Nhớ như chúng ta đang để chụp hình thì các bạn nhấn thì nó sẽ chụp ha. Và chúng ta nhấn vào cái ô vuông này, các bạn chọn ra video thì hiện ra cái màu đỏ, thì các bạn nhấn thì nó sẽ là quay. Đó, nhấn quay video. Rồi, bên cạnh chụp hình và quay video thì nó sẽ có là master shot. Đó, master shot, rồi quick shot, rồi hyperlapse và panorama, chụp hình panorama. Có rất nhiều cái mode ở đây. Và với photo chụp hình thì chúng ta sẽ có là chụp single, chụp nhiều tấm, rồi chụp hẹn giờ và
chụp time lapse, time shot là chụp hẹn giờ. Tiếp tục thì trong chế độ quay video thì chúng ta sẽ có là normal là quay bình thường, quay ban ngày, hoặc là quay slow motion. Đó, quay slow motion hoặc normal. Đó. Rồi, và ngay phía dưới này chúng ta sẽ có một cái thư viện, các bạn nhấn vô. Con Flycam E3S này nó được trang bị cái bộ nhớ trong là 42GB. 42GB thoải mái luôn anh em ạ. Có nghĩa rằng chúng ta không cần phải dùng thẻ nhớ các bạn. Sử dụng quay đâu đó mình nghĩ là 42GB cũng khá là thoải mái cho một buổi làm việc rồi, nếu như chúng ta quay kể cả những quay suộc 4K. Phía dưới góc này thì chúng ta sẽ có là những cái cài đặt về những cái thông số quay chụp ISO hay là thông số EV đó, hay là shutter các thứ ở đây. Anh em nào biết chỉnh thì chúng ta có thể nhấn vào đây để chỉnh định, hoặc các bạn có thể nhấn vào để auto là để mặc định thôi cũng được. Đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy là chỗ này store, đây là cái bộ nhớ trong. Nó có cái thời lượng lưu trữ của bộ nhớ trong, nó báo ở đây luôn. Đó, nếu như anh em nhấn vô thì nó sẽ có hiện ra đó là 42,2GB này. Đó, total là tổng cái dung lượng. Bên cạnh đó là SD card thì nó đang tối lại, tức là mình chưa gắn thẻ nên là nó sẽ chưa báo có thẻ nhớ. Ok, anh em thấy cái dòng này có chữ 4K 60fps này. Các bạn nhấn vào thì chúng ta có thể chọn được cái độ phân giải quay của con Flycam này. Con E3S này thì nó quay tối đa đó là 4K 60 frame. 4K 60 frame. Ngoài ra anh em có thể chọn là 2K7 hoặc 1080 và những cái frame rate thấp hơn. Đó, tối đa là 4K 60 frame, là ống kính chính 4K 60 frame. Anh em quay slow motion thì sẽ được frame rate đó là 120. Đây mình sẽ chọn vào slow motion cho các bạn xem slow motion này. Đó, thì nó sẽ được là 240 frame. Nếu anh em quay 1080 4K thì sẽ là 120 frame. Đấy là quay slow motion nhé. Hai ống kính của con Flycam này thì cái ống kính chính của nó là 4K 60 frame, chụp hình 50 megapixel, và trang bị cảm biến nó là 1 inch. Còn cái ống kính tele, ống kính phụ, nó là ống kính trung cảnh đó, thì tiêu cự 70mm và trang bị cảm biến nó là 1/1.3 inch, chụp hình 48 chấm. Đấy, cũng rất là ok, cũng rất là ngon lành luôn. Cả hai con chụp hình và quay phim rất ok rồi. Góc này chúng ta sẽ có là độ cao và tầm xa cũng như là vận tốc bay. Đó, nó sẽ báo trên đây. Phía góc này chúng ta sẽ có cái bản đồ, anh em nhấn vào. Thì trong cái bản đồ này thì nó đây là một cái bản đồ rất là thông minh của cái app này rồi. Nó sẽ có nhiều dạng bản đồ khác nhau và nó thể hiện rất là chi tiết những cái cập nhật thực tế, những cái địa hình và những cái khu vực, những cái khu vực mà cấm bay hay là khu vực nguy hiểm gì đó. Thì anh em cập nhật update firmware cái app thường xuyên á, thì nó sẽ thông báo hết lên trên này, đảm bảo cho chúng ta bay là an toàn hơn. Và trên bản đồ này thì nó sẽ cho anh em thấy được đó là cái điểm xuất phát và cũng như là cái vị trí hiện tại của con Flycam, để anh em có thể đó là xác định cái hướng bay, vị trí của nó và cũng như là kiểm soát nó tốt hơn khi mà anh em bay đi xa. Ở ngay phía trên bản đồ thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng mũi tên đi lên đây, đó là cái biểu tượng tự động cất hạ cánh, cái chức năng của nó. Các bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút takeoff này để nó chạy nguyên một cái vòng màu xanh, thì máy bay nó sẽ tự động quay và tự động bay lên. Đó, thì mình sẽ test ở bên ngoài cho anh em xem sau nhé. Rồi tiếp tục ở phía trên thì chúng ta sẽ có là cái tính năng, những tính năng bay thông minh, tính năng tracking này. Thì nhưng mà con Flycam nó phải đang bay thì nó mới thực hiện được. Đó. Và ngay phía trên đó là tính năng waypoint cũng như là tính năng point. Đó, những tính năng mà bay vòng tròn, bay theo điểm chúng ta cài sẵn. Đấy, rất nhiều những tính năng và hay và hấp dẫn của con E3S này. Mình sẽ có cái video hướng dẫn và sử dụng chi tiết riêng về những cái tính năng này của con Flycam anh em nhé. Rồi mình sẽ nhấn vào cái mục 3 chấm trên này. Thì đây là cái cài đặt hệ thống, cài đặt những cái về con Flycam này trước khi bay. Chúng ta thấy là có mục đầu tiên, cái tab đầu tiên là Safety. Thì anh em sẽ có cái mục đầu tiên đó là Optical Avoid Action. Đó là cài đặt về cái cảm biến tránh vật cản. Chúng ta có 3 lựa chọn, đó là Bypass, Break và Off. Đó, thì con Flycam này của DJI thì nó cũng sẽ có cái 3 cái đó. Thì anh em lưu ý là chúng ta chọn Break là khi mà gặp vật cản nó sẽ đứng lại. Bypass là nó sẽ né qua đi tiếp. Off là tắt cảm biến đi, thì chúng ta nên chọn Break là ok nhất. Tiếp tục là có cái mục radar map, nó hiển thị cái radar ở trên cái màn hình app, thì chúng ta cứ bật nó lên. Ngay phía dưới thì chúng ta sẽ có là cài đặt về những cái phạm vi bay. Dòng đầu trên cùng đó là phạm vi bay cao, max altitude. Ví dụ như các bạn có thể tùy chọn cài đặt đó, tối đa cao là 500m ha. Ngay phía dưới max distance đó là cái phạm vi bay xa, thì nó để ở đây là no limit. Đó, còn nếu như chúng ta có thể là
giới hạn nó lại ở một cái tầm xa nào đó thì các bạn có thể kéo nó lại, hoặc chúng ta để no limit là nó không giới hạn, tức là nó bay xa, nó phụ thuộc vào cái môi trường bay. Và theo như công nghệ truyền sóng của là sóng O4, theo lý thuyết bay xa 20 cây, đấy là lý thuyết thôi anh em ạ. Tiếp tục thì ở đây thì chúng ta có những cái như là mục auto return home, tức là cái độ cao khi mà nó mất kết nối thì nó sẽ nâng lên bằng độ cao này rồi nó mới bay về. Độ cao return home thì chúng ta cài linh động tùy vào khu vực, cái độ cao đây anh em này. Ví dụ như cái khu vực mà các bạn bay nó có một cái vật cản nào đó, một ngôi nhà nó cao là 100m thì chúng ta chỉ cần cài cao hơn cái ngôi nhà đó thôi. Nó là tổng khoảng hơn 100m một xíu. Đó là ví dụ như vậy, để khi mà nó thực hiện tính năng tự bay về thì sẽ bay cao hơn những vật cản để nó đảm bảo an toàn. Tiếp tục thì chúng ta có những cái cài đặt những cái về như là cảm biến, Kali lại cái la bàn Kali IMU, rồi thông tin của pin, Auxiliary LED, đó là bật đèn LED, và Aircraft LED, đây là cái đèn ở trên cái trục cánh là chúng ta có thể tắt hoặc bật nó đi này. Rồi chúng ta sẽ có mục một Find My Drone hay là Gel Drone, đây là mục mà khi mà máy bay nó có bị mất thì chúng ta sẽ nhấn vào những cái mục này để chúng ta xác định những cái tọa độ và chúng ta có thể tìm kiếm nó ha. Đấy, đây là những trường hợp mà sự cố xảy ra. Tiếp tục thì có dưới cùng nó có mục là Advanced Safety Setting, đó là cài đặt nâng cao. Các bạn nhấn vào thì nó sẽ hiện ra cái này. Thì signal loss là khi mất kết nối, mất tín hiệu điều khiển ấy, thì chúng ta có ba lựa chọn, đó là return home là tự động bay về, descent là hạ cánh, hover là giữ nguyên vị trí ở cái độ cao đó ha. Thì chúng ta nên chọn return home, tức là mất kết nối thì sẽ tự động bay về là an toàn nhất rồi. Còn những cái thông số ở dưới đây thì chúng ta cứ để mặc định thôi ha. Đó, Ascent là một cái tính năng thông minh mới, thì cái này chúng ta cứ bật nó lên. Cái này thì mình sẽ tìm hiểu cái tính năng này video riêng sau ha. Đó là cái tab safety. Tiếp tục chúng ta chuyển qua cái tab control. Đây là cái tab về cái tay điều khiển. Đấy, ví dụ chúng ta chọn được cái đơn vị hiển thị cái quãng đường là mét hay là km này. Đó, và anh em thấy ở đây thì nó sẽ có là những cái cài đặt, nói chung là nó chúng ta cứ để mặc định thôi. Tiếp theo chúng ta chuyển qua mục camera. Thì mục camera này thì chúng ta sẽ có cài đặt màu sắc của video, normal hoặc là HLG, hoặc là chúng ta quay video ở cái chế độ D-Log M 10 bit. Đó, vẫn có cái D-Log M 10 bit này cho anh em nào mà chúng ta thích quay video ở cái dạng mà chúng ta về chúng ta hậu kỳ chúng ta chỉnh thêm màu đó. Thì thực tế là file D-Log M 10 bit thì lên màu nó sẽ đẹp hơn là chúng ta quay bình thường. Khi các bạn chọn vào HLG hay là D-Log M thì nó sẽ có những cái cài đặt đi kèm ha. Đó, cân bằng trắng chúng ta để auto, hoặc là anh em nào muốn can thiệp, muốn chỉnh thì chúng ta sẽ chọn sang manual. Ở đây sẽ có thông tin về lưu trữ này. Đấy, chúng nó có bộ nhớ trong 42,2GB và nó còn chống bao nhiêu thì nó cũng sẽ hiện ở đây luôn, available có sẵn này. Transmission, đó là cái thông tin về, đây là live streaming, là nó có cái tính năng live stream và tần số điều khiển ở đây 2.4 hay là 5.8 hay là dual band là 2 kênh, thì chúng ta cứ để dual band là tốt nhất rồi. Thông tin chúng ta xem ở dưới đây. Còn cái tab cuối cùng ở bao đó là cái tab về thông tin thiết bị. Con flycam này thì được trang bị cái ống kính phụ là ống kính tele, thì nó có khả năng zoom. Thì con này có khả năng zoom quang học là 3x, còn từ 3 cho tới 9x là sẽ là zoom kỹ thuật số anh em nhá. Anh em thấy chỗ này chúng ta sẽ thấy có chữ 1x này và số 3 này. Em nhấn vào 1x. Đó, thì nó sẽ nâng lên thành 2x là zoom 2x. Còn anh em nhấn vào số 3 thì sẽ là thành zoom 3x, là vẫn là zoom quang học. Thì zoom quang học này sẽ cho được cái độ sắc nét và rõ nét vẫn rất là tốt ha. Còn kỹ thuật số thì nó sẽ giảm chất lượng đi một chút. Anh em nhấn lại một là cái ban đầu này. Đó. Còn nếu như chúng ta muốn trong từ 1 cho tới 3x, anh em muốn có một cái thanh trượt thì chúng ta nhấn giữ vào cái 1x này. Nó sẽ hiện ra cái thanh trượt để chúng ta có thể là zoom, thì chúng ta sẽ kéo ha. Chọn tỷ lệ, chọn cái chế độ của nó từ 1 tới 2.9. Đó, còn nếu như chúng ta muốn 3x thì anh em nhấn thẳng vào số 3 này luôn. Rồi anh em, nếu anh em nhấn giữ vào cái chữ 3x này thì nó hiện ra là zoom kỹ thuật số, thì anh em kéo lên. Đó, thì sẽ lên được cao nhất, đó là 9x ha. Đây là 9x này. 9x. Từ 3 cho tới 9 đó là zoom kỹ thuật số. Còn từ 1 tới 3 đó là zoom quang học. Rồi, còn phía dưới đó MF và AF, đó là chế độ lấy nét ha, manual hoặc là auto. Đó, auto thì anh em có thể chọn điểm ha, chọn vùng lấy nét, còn manual thì nó sẽ lấy nét một cách rất là tự động anh em ha. Ok, đó là zoom và cũng như là lấy nét.
Ở trên tay điều khiển này thì chúng ta thấy là có, đây là cái nút để thay đổi chế độ bay tương ứng với vận tốc bay. Đây là nút return home, nút tự động bay trở về nơi xuất phát. Đây là chúng ta sẽ chuyển đổi giữa camera, là giữa chụp hình và quay phim. Đó, chuyển đổi giữa chụp hình và quay phim. Còn nút shutter nhấn để quay chụp là anh em sẽ nhấn cái nút đằng sau chỗ này. Đó, anh em nhấn để nó thực hiện lệnh là chụp hoặc quay. Nút phấn sần này là nút tính năng khi mà chúng ta sử dụng bay thì anh em mới sử dụng được. Phía dưới bên góc này chúng ta sẽ có con lăn để chúng ta có thể xoay gimbal đưa lên đưa xuống. Đó, đưa xuống đưa lên. Cái tốc độ di chuyển gimbal này thì chúng ta có thể đó là cài đặt ở trong cái app tùy anh em muốn đi nhanh hay đi chậm. Đó.